Xin chào quý khán giả, tôi là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, đang công tác tại Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi sẽ trình bày về điều kiện để những người mắc COVID có thể tham gia tình nguyện trong công tác phòng chống dịch. Thưa bác sĩ, vì sao người từng nhiễm COVID-19 được khuyến khích tham gia vào công tác phòng chống dịch? Những người từng mắc COVID-19 trong cơ thể của họ, hệ thống miễn dịch có thể bảo vệ họ không bị tái nhiễm COVID lần nữa. Thông thường thì đối với tất cả các trường hợp bệnh nhiễm sau khi bị bệnh, thì người mắc bệnh sẽ có sức đề kháng và sẽ không bị bệnh trở lại. Đối với một số bệnh truyền nhiễm thì có thể miễn dịch suốt đời. Tuy nhiên đối với COVID-19 cho tới hiện nay thì người ta thấy ít nhất trong vòng một năm sau khi mắc bệnh thì những người này khả năng bị tái nhiễm rất là thấp. Hệ thống miễn dịch của những người đã mắc bệnh hồi phục thì tốt hơn rất nhiều so với lại hệ thống miễn dịch mà được tiêm vaccine. Và do đó thì đây là những người mà có thể tham gia vào trong công tác chăm sóc những người mắc COVID. Và họ tương đối là rất là an toàn khi mà tham gia vào vaccine này. Thưa bác sĩ, có phải người nào từng là F0 cũng đủ điều kiện để được tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 không? Nói chung thì tất cả những người đã từng mắc COVID-19 thì đều có thể tham gia vào rất là nhiều hoạt động khác nhau trong xã hội. Sau khi bị bệnh một cơn bệnh thập tử nhất sinh thì những người mắc COVID có một số bạn sẽ cảm giác là mình đã có một cái trải nghiệm trong suốt thời gian điều trị COVID. Có những cái trải nghiệm liên quan tới những vấn đề về triệu chứng. Ví dụ như là đã từng bị ho nhiều, đã từng bị mất khứu giác, mất vị giác, thậm chí đã từng khó thở, cần phải thở oxy. Thì những bạn này nếu như có ý định là tự nguyện ở lại tham gia thì sẽ rất là hữu ích để mà mình tham gia, mình chăm sóc, mình hỗ trợ cho những người bệnh nhân đang bị bệnh. Để tham gia vào cái công tác chống dịch này thì những người đã mắc COVID-19 hồi phục khỏe mạnh phải tình nguyện. Thứ hai là phải đủ sức khỏe lao động, trong độ tuổi lao động. Không phải là những người phụ nữ đang có thai hoặc là đang nuôi con nhỏ. Người mắc COVID-19 hồi phục nhưng mà đã bị những cái di chứng, ví dụ như là phổi không hồi phục hoàn toàn, thì những người này sức khỏe lao động sẽ rất là kém và do đó thì cũng không nên tham gia tình nguyện, tham gia vào cái công tác chăm sóc người bệnh COVID-19. Thưa bác sĩ, vậy những người F0 này khi tham gia công tác phòng chống dịch, họ có cần phải đảm bảo những yêu cầu bảo hộ trong quá trình tham gia công tác phòng chống dịch không? Dù là những người sau khi mắc COVID-19 thì có đầy đủ trong cơ thể kháng lại SARS-CoV-2, do đó khả năng những người này bị nhiễm COVID là rất thấp. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia chăm sóc, hỗ trợ cho những bệnh nhân mắc COVID, thì những người tình nguyện này vẫn phải trang bị đầy đủ tất cả những cái thiết bị bảo hộ y tế. Ví dụ như là cũng phải mang khẩu trang, cũng phải mang tấm chắn, cũng phải mặc những đồ bảo hộ y tế. Để thứ nhất là ngăn ngừa tình huống có thể bị nhiễm trở lại, mặc dù cái khả năng nhiễm này rất là thấp. Cái thứ hai là để tránh lây lan, mình vô tình trở thành trung gian lây virus từ người này qua người khác hoặc là lây cho những người không nhiễm bệnh ở xung quanh. Do đó thì việc tuân thủ mang các trang thiết bị y tế trong quá trình chăm sóc người bệnh là phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của ngành y tế. Và khi ra ngoài sinh hoạt xã hội thì vẫn phải tuân thủ đúng quy tắc 5K, giãn cách xã hội theo quy định của y tế. Thưa bác sĩ, nếu F0 đã khỏi bệnh và muốn tự nguyện tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 thì có thể đăng ký ở đâu và có chế độ nào không? Việc tham gia vào việc chăm sóc bệnh nhân COVID-19 của những người đã mắc COVID hồi phục là một việc làm tự nguyện. Sau khi đã mắc COVID hồi phục thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tất cả các cơ sở y tế hoặc là các bạn theo qua những cái thông tin tuyển dụng của các cơ sở y tế. Thì hầu hết những cơ sở y tế người ta sẵn sàng, rất là hoan nghênh tiếp nhận các bạn sau khi tham gia tình nguyện và việc chăm sóc người bệnh. Và tùy theo cái khả năng
trình độ của bạn thì cơ sở y tế sẽ bố trí cho các bạn những công việc chăm sóc phù hợp với lại cái khả năng của mình. Khi tham gia thì những người này phải tuân thủ theo đúng những cái quy định hoạt động về mặt của cơ sở y tế mà người đó tham gia. Và khi tham gia thì những người mắc COVID-19 hồi phục này sẽ được hưởng đầy đủ chế độ chính sách phụ cấp chống dịch mà tất cả những người tham gia vào công tác chống dịch sẽ được hưởng. Ngoài ra thì tùy theo cơ quan, tùy theo đơn vị cơ sở y tế thì những người này có thể nhận được thêm những sự hỗ trợ trong quá trình tham gia công tác tại đơn vị đó. F0, đặc biệt là những người đang điều trị tại nhà thì phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả những cái hướng dẫn của ngành y tế, liên lạc thường xuyên với lại những nhân viên y tế tại địa bàn đang quản lý F0 tại nhà để kịp thời có những hướng dẫn và kịp thời phát hiện những trường hợp khó thở, những trường hợp cần hỗ trợ của y tế để nhanh chóng được đưa đến những cơ sở y tế để điều trị, tránh tình trạng diễn tiến nặng. Chúc tất cả các bạn là những người đã nhiễm SARS-CoV-2 luôn luôn có đầy đủ nghị lực và được sự chăm sóc sức khỏe đầy đủ của hệ thống y tế để có thể vượt qua. Mong rằng với sự tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn thì tất cả chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được trận đại dịch này.